Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục được phát sóng thường kỳ vào tối chủ nhật hàng tuần. Mục theo dấu thư bạn xem truyền hình, chúng tôi có phóng sự tiếp tục xác minh đơn thư công dân Nguyễn Văn Đạt, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Một cơ quan chức năng trả lời đơn thư công dân, chúng tôi có trích dẫn công văn trả lời đơn thư công dân của Ủy ban nhân dân xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ. Cuối chương trình là mục thông báo nhận đơn thư công dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của công dân Nguyễn Văn Đạt, thường trú tại thôn Lê Như Hồ, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Nội dung đơn thư công dân tố cáo bà Trần Thị Cúc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình. Phóng viên có về địa phương làm việc với công dân có đơn và đại diện chính quyền địa phương. Theo đơn, ông Trần Văn Đạt cho biết gia đình ông có thửa đất dược mạ ở chân đê, diện tích 20 m². Gia đình bà Trần Thị Cúc có thửa đất 21 m² liền kề. Năm 1998, gia đình ông và gia đình bà Cúc góp ruộng làm chung, mỗi người cấy một năm. Đến năm 2003, thực hiện chính sách dồn thửa đổi ruộng, gia đình ông và gia đình bà Cúc đã thống nhất về việc đổi ruộng. Ông Đạt đã trả bà Cúc 18 m² ở sau đình để đổi lấy 20 m² thửa đất giáp chân đê và hai bên thiết lập văn bản, nhưng mới dừng lại ở việc ký xác nhận của trưởng thôn lúc bấy giờ. Tại buổi làm việc với phóng viên chuyên mục hộp thư bạn xem truyền hình và ông Nguyễn Ngọc Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Nam, ông Đạt cho biết diện tích đất của gia đình đã được Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1997. Việc đổi đất giữa gia đình ông và bà Cúc chưa làm thủ tục sang tên. Qua trao đổi, ông Đạt cho biết lý do ông tố cáo bà Cúc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình ông là vì bà Cúc đã nhận 18 m² đất của gia đình đổi, còn gia đình ông thì chưa nhận được đất của nhà bà Cúc vì diện tích đất đó bà Cúc đã đổi cho ông Phát. Một diện tích bà Cúc đổi cho hai gia đình, hiện vẫn chưa trả đất cho gia đình ông Đạt. Ông Đạt đã làm đơn gửi Ủy ban nhân dân xã Hồng Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên để đề nghị giải quyết việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông và gia đình bà Cúc. Tiến hành hòa giải theo đơn đề nghị của ông Đạt tại xã Hồng Nam là 3 lần và đã được Ủy ban nhân dân xã Hồng Nam hướng dẫn để khởi kiện ra tòa giải quyết theo thẩm quyền. Như vậy, theo quy định của pháp luật, tranh chấp giao dịch dân sự giữa ông với bà Trần Thị Cúc về việc đổi ruộng cho nhau thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân, và trường hợp ông Đạt có chứng cứ chứng minh việc bà Cúc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân thì đề nghị ông gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố để xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, ban biên tập hộp thư bạn xem truyền hình có nhận được đơn thư của công dân Chu Văn Khương, thường trú tại thôn Châu Xá, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ. Nội dung đơn thư đề nghị về việc năm 2015, thôn thực hiện dồn thừa đổi ruộng, xong nhưng đến nay thôn vẫn chưa được Ủy ban nhân dân xã Thanh Long thanh toán tiền. Ban biên tập hộp thư có phiếu truyền đơn đến Ủy ban nhân dân xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ và nhận được công văn trả lời như sau. Ủy ban nhân dân xã Thanh Long thông báo đến quý cơ quan kết quả giải quyết đơn đề nghị của công dân Chu Văn Khương cụ thể như sau. Thực hiện chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về dồn thừa đổi ruộng năm 2015-2016, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Thanh Long đã triển khai và thực hiện đúng theo tinh thần chỉ thị số 21. 6 trên 6 thôn trên địa bàn xã đã thực hiện dồn thừa đổi ruộng xong. Thôn Châu Xá, xã Thanh Long là đơn vị thôn đã thực hiện dồn thừa đổi ruộng cơ bản, đảm bảo theo đúng chỉ đạo của địa phương. Trong đơn, ông Chu Văn Khương đề nghị Ủy ban nhân dân xã Thanh Long thanh toán số tiền trích lại cho tập thể thôn 30% và cá nhân người thu 1% tiền thu của người dân nợ đọng sản phẩm trong thực hiện nghị quyết số 10. Qua kiểm tra sổ nghị quyết của Đảng ủy, tại cuộc họp ngày 28 tháng 6 năm 2016, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có triển khai việc thu hồi nợ đọng trước trong nghị quyết số 10 ở các thôn. Quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, các thôn thu được nợ đọng phải nộp về Ủy ban nhân dân xã, sau đó Ủy ban nhân dân xã xem xét trích 30% cho tập thể thôn chi trong công tác xây dựng cơ bản và chi 1% trên tổng số thu nợ cho người trực tiếp làm công tác thu hồi nợ. Qua kiểm tra sổ sách tài liệu của thôn Châu Xá, khi thu được số tiền 372 triệu đồng thu nợ đọng của 18 hộ dân thôn Châu Xá, ngày 25 tháng 3 năm 2017, ông Chu Văn Khương đã nộp số tiền 220.567.000 đồng của 7 hộ nợ đọng về Ủy ban nhân dân xã, số tiền
151.472.000 đồng. Ông Chu Văn Khang đã tự ý giữ lại để làm thủy lợi nội đồng. Khi Ủy ban nhân dân xã đôn đốc việc nộp nốt số tiền nợ đọng thu được của thôn để nộp vào kho bạc nhà nước, thì ông Chu Văn Khương mới báo cáo số tiền nợ 111 triệu đồng với chi bộ Châu Xá tại cuộc họp ngày 11 tháng 10 năm 2017. Số tiền này, ông Chu Văn Khương tự ý giữ lại bằng 30% số tiền thu nợ đọng của 18 hộ dân thôn Châu Xá. Việc ông Khương giữ lại số tiền này không được họp bàn thông qua chi bộ và nhân dân thôn Châu Xá. Ông Khương không báo cáo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã. Đến ngày 13 tháng 10 năm 2017, ông Chu Văn Khương nộp số tiền 151.472.000 đồng tiền thu nợ đọng của 11 hộ dân thôn Châu Xá về Ủy ban nhân dân xã. Việc ông Chu Văn Khương ý kiến cá nhân ông đã phải vay tiền của Quỹ Tín dụng Nhân dân Thanh Long để nộp về Ủy ban nhân dân xã. Đây là vấn đề cá nhân của ông Chu Văn Khương. Ủy ban nhân dân xã không chỉ đạo vấn đề này. Ủy ban nhân dân xã yêu cầu ông Chu Văn Khương nộp toàn bộ số tiền nợ đọng về Ủy ban nhân dân xã, sau đó Ủy ban nhân dân xã nộp về kho bạc nhà nước là đảm bảo nguyên tắc tài chính. Ông Chu Văn Khương đã tự ý giữ lại số tiền 111 triệu đồng bằng 30% nêu trên, tự ý chi và chi sai quy định, không đảm bảo nguyên tắc tài chính. Hiện tại, toàn bộ số tiền nợ đọng thu được Ủy ban nhân dân xã đã nộp về kho bạc nhà nước đảm bảo theo quy định của pháp luật. Trên đây là thông báo kết quả trả lời đơn đề nghị của ông Chu Văn Khương, nguyên bí thư chi bộ trưởng thôn Châu Xá giai đoạn 2015-2017. Thưa quý vị và các bạn, ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của những công dân sau gửi đến. Đơn thư công dân Nguyễn Văn Tại, xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi. Đơn thư công dân Nguyễn Xuân Phiến, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử. Đơn thư công dân Nguyễn Đồng Tân, phường Nghĩa Nam, thành phố Hưng Yên. Đơn thư công dân Bùi Bá Linh, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu. Đơn thư công dân Nguyễn Văn Long, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu. Đơn thư công dân Nguyễn Quyết Chiến, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Đơn thư công dân Trần Ngọc Lập, phường Nghĩa Nam, thành phố Hưng Yên. Đơn thư công dân Lâm Văn Sản, phường Nghĩa Nam, thành phố Hưng Yên. Đơn thư công dân Tạ Thị Thủy, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi. Đơn thư công dân Vũ Thị Thúy Đạc, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. Đơn thư công dân Đặng Xuân Mạnh, thị trấn Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Đơn thư công dân Vũ Xuân Bừng, xã Quang Hưng, huyện Phù Cử. Đơn thư công dân Nguyễn Đức Thụy, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu. Đơn thư công dân Trần Thị Tuyết, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Đơn thư công dân Trịnh Thị Nhương, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, với chức năng là cầu nối thông tin giữa cơ quan chức năng và công dân, sau khi nhận được đơn thư công dân, ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ xem xét nội dung và có phiếu chuyển đơn đến các cơ quan chức năng hoặc cử phóng viên đi xác minh sự việc. Khi nào nhận được ý kiến trả lời, chúng tôi sẽ thông tin trên sóng của đài để quý vị khán giả được biết. Thưa quý vị và các bạn, để thuận tiện cho việc tiếp nhận đơn thư cũng như ý kiến của công dân gửi đến Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, ban biên tập hộp thư đã thiết lập một số điện thoại riêng do phóng viên Phạm Lan trực tiếp quản lý. Quý vị và các bạn cần thông tin phản ánh, gọi điện đến số máy 0989 209 326 và lưu ý với công dân khi gửi đơn đến ban biên tập hộp thư phải ghi rõ số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ. Chuyên mục hộp thư tuần này xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.